Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 17 tháng 2 sẽ có những nội dung sau. Sau Tết, hàng chục nghìn lao động ở các đơn vị vào ca ổn định, ít xảy ra tình trạng nhảy việc, nghỉ việc vào đầu năm mới. Tiếp nối đà phục hồi của năm 2023, bước vào đầu năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu đã cho thấy những tín hiệu khởi sắc. Gần 25 năm, người dân đến nơi định cư mới, Lang Song đã từng bước đổi thay, góp phần vào sự khởi sắc của quê hương, đất nước. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức gặp mặt giao nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2, mùa khô 2023-2024 cho đội 192. Theo báo cáo của đội quy tập Bộ Liệt sĩ 192, trong thời gian vừa qua, công tác tìm kiếm, cất bóc quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và trên đất nước bạn Lào đã được cấp ủy, chỉ huy đội triển khai một cách tích cực. Mặc dù công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thông tin mộ chỉ ngày càng khan hiếm, độ chính xác của các nguồn tin không cao. Bên cạnh đó, các vị trí nguồn tin lại còn nằm rải rác ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, ít người qua lại. Song đơn vị cũng đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện phương châm bám dân, bám địa bàn, bám chính quyền để tổ chức tìm kiếm. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đơn vị, Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần tiếp tục triển khai tích cực nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là trên địa bàn nước bạn Lào, ra soát lại các nguồn tin mộ chỉ một cách chặt chẽ, chủ động báo chính quyền địa phương, bám bà con dân bản để thu thập thêm các nguồn tin để tổ chức tìm kiếm đạt được kết quả tốt. Đồng chí cũng yêu cầu mỗi cán bộ, nhân viên phải luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, không quản ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng và nhân dân giao phó. Sáng ngày 17 tháng 2, Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt đầu năm lãnh đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc và ra quân bước vào một năm sản xuất kinh doanh mới 2024 với nhiều mục tiêu đặt ra. Trong đó, trong năm nay, công ty tập trung nguồn lực để thực hiện dự án văn phòng làm việc một số cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2 tại khu đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế. Tại buổi gặp mặt, Tổng giám đốc công ty thông báo với lãnh đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc đơn vị về những kết quả đạt được trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế cũng đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra với doanh thu thuần 354 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại ròng hơn 62 tỷ đồng, tăng 7%. Tính đến hết năm ngoái, công ty có tổng tài sản hơn 931 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Năm 2024, công ty đặt ra các mục tiêu lớn như mở rộng thị trường hoạt động ra các tỉnh thành khác trên cả nước, nhất là thị trường miền Nam, phấn đấu tăng doanh thu, lợi nhuận tăng từ 10 đến 15% so với năm trước. Ngay trong những ngày đầu năm mới, ngoài các đơn vị sản xuất sản phẩm cung ứng cho thị trường, thì khối xây lắp thực hiện thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trong năm nay, công ty tập trung nguồn lực để thực hiện dự án văn phòng làm việc một số cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2 tại khu đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế. Với những định hướng và mục tiêu này, ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt của năm mới, lãnh đạo và tập thể cán bộ công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế ra quân đoàn kết nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tổ kế hoạch đề ra, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp có uy tín của tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hầu hết các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu kinh tế hoạt động sản xuất trở lại. Hàng chục nghìn lao động ở các đơn vị vào ca ổn định, ít xảy ra tình trạng nhảy việc, nghỉ việc trong đầu năm mới. Từ ngày 6 âm lịch Giáp Thìn nhằm ngày 15 tháng 2 năm 2024, hầu hết các doanh nghiệp tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đã hoạt động sản xuất bình thường trở lại. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 1 năm 2024 tại các doanh nghiệp dệt may có nhiều tín hiệu phục hồi tốt. Một số doanh nghiệp đã có đơn hàng đến quý 4 năm 2024. Có 11 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 8.460 vị trí việc làm mới trong năm 2024. Để đảm bảo cung ứng nguồn lao động, Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp đã có công văn gửi các cơ quan liên quan trong việc phối hợp tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn, khu kinh tế, khu công nghiệp vào đầu năm nay. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối đà phục hồi của năm 2023, bước vào đầu năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu đã cho thấy những tín hiệu khởi sắc. Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước vẫn tăng mạnh. Với kết quả này, nhiều kỷ lục mới sẽ được thiết lập, cho dù con đường phía trước vẫn còn không ít chông gai. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, hoạt động xuất nhập khẩu đã diễn ra nhộn nhịp. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản này, ngay từ đầu năm, lượng hàng xuất khẩu đi cũng tăng mạnh. Các loại mặt hàng chuối, thanh long, mít, sầu riêng. Nhưng năm nay thì được cái sầu riêng ở tại cửa khẩu Lào Cai thì là cái lượng rất là nhiều,
Nếu so với bên mình thì nó tăng khoảng các doanh nghiệp thì lượng tăng khoảng 4-5.000 tấn. Kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Kim Thành những ngày đầu tiên của năm mới 2024 tăng 7,9% so với ngày đầu tiên của năm 2023. Với sự hỗ trợ tối đa từ ngành chức năng, hàng hóa thông quan thuận lợi, doanh nghiệp kỳ vọng vào một năm mới hoạt động xuất nhập khẩu nhiều khởi sắc. Ngay từ đầu năm, chi cục cũng đã thực hiện những cái biện pháp rất là quyết liệt và đồng bộ theo cái chỉ thị 479 của Tổng cục Hải quan về tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước. Chi cục đã triển khai đồng bộ về công tác tập trung là công tác cải cách hiện đại hóa hải quan. Đấy, tập trung vào cái việc đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, doanh nghiệp, hướng tới là nâng cao cái hiệu lực thông quan hàng hóa nhanh chóng và đảm bảo cho việc là kể cả hàng xuất khẩu hay hàng nhập khẩu, thì đối với cửa khẩu Lào Cai là đặc thù là chủ yếu là hàng nông sản, vì vậy là đảm bảo cái thời gian thông quan nhanh nhất. Thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1 của cả nước đạt 65,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 34,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2023. Để đạt được những kết quả này, ngay từ đầu năm, ngành hải quan chủ trọng đổi mới công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hồ sơ, chứng từ qua nền tảng số, chủ trọng triển khai các giải pháp giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa. Số hóa các cái chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan thì hiện nay là về cơ bản là các cái chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan đã được chuyển sang cái dạng dữ liệu điện tử và người khai hải quan sẽ nộp các cái chứng từ này thông qua dữ liệu điện tử. Tổng cục Hải quan cũng tổ chức các cái buổi đối thoại với doanh nghiệp tại các cấp, từ cấp chi cục đến cấp cục hải quan địa phương với các tổng cục để hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thể nắm bắt được các chính sách pháp luật của cơ quan hải quan, để qua đó các cái hoạt động về thông quan hàng hóa và cái việc làm thủ tục của doanh nghiệp sẽ được nhiều thuận lợi hơn. Bước sang năm mới, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đã có nhiều yếu tố tích cực hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đã có sự phục hồi đáng kể. Ngành hải quan cho rằng bên cạnh sự ủng hộ từ phía nhà nước, các doanh nghiệp cần kịp thời nắm bắt thông tin, chính sách mới từ các thị trường thế giới để điều chỉnh, thích ứng, nâng chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Đây là chìa khóa giúp doanh nghiệp Việt giữ vững thị trường xuất khẩu và tận dụng cơ hội để tăng tốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng liên ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng Quốc gia về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng bộ máy hiện có, tổ chức bộ phận chuyên môn giúp việc cho hội đồng, bảo đảm không làm phát sinh biên chế. Ngân hàng Nhà nước vừa có yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm 2024 theo các nhiệm vụ giải pháp đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề ra tại chỉ thị số 01 nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, các tổ chức tín dụng cần quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu ngay từ đầu năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả. Công văn cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng, tối ưu hóa áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đặc biệt qua các kênh bán hàng, sản phẩm, dịch vụ được số hóa. Năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% cho các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, để các tổ chức tín dụng chủ động, quyết liệt tăng trưởng tín dụng và triển khai các giải pháp đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, người dân, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục chương trình về các tin tức khác. Mới đây, Bộ Chính trị đã yêu cầu các cơ quan hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc y tế, nhà ở, tiền lương, trợ cấp, ưu đãi vận động viên, huấn luyện viên, nhân tài thể thao. Bộ Chính trị nêu hàng loạt chính sách cần chú trọng trong thời gian tới như cơ sở hạ tầng, thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao, quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trường học, khung khổ pháp lý về kinh tế thể thao, quyền sở hữu, chuyển nhượng, khai thác bản quyền, tài trợ, xã hội hóa cũng cần hoàn thiện. Thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao được tập trung phát triển gắn với hoàn thiện hệ thống đào tạo vận động viên thi đấu cấp độ quốc gia, quốc tế, nhất là các môn Olympic trọng điểm.
các tổ chức cá nhân được khuyến khích thành lập câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, tổ chức thi đấu, chuyển nhượng hợp pháp. Thưa quý vị và các bạn, tái định cư sau trận lũ lịch sử năm 1999, cả tên Làng Rồng được chuyển cổ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặt với mong muốn 64 hộ dân ở làng mới sớm vượt qua những mất mát đau thương, nỗ lực vươn lên bằng ý chí sự mạnh mẽ như chính biểu tượng của linh vật rồng. Gần 25 năm, người dân đến nơi định cư mới, Làng Rồng đã và đang từng bước đổi thay, góp phần vào sự khởi sắc của quê hương, đất nước. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Gần 25 năm trước, ông Thu mất hết toàn bộ 12 người thân trong gia đình chỉ sau một đêm lũ dữ. Côi cút một mình khi đến nơi tái định cư. Bây giờ, trong căn nhà khang trang đã rộn tiếng nói cười của cả con, đã gọn gàng tươm tất hơn khi có bàn tay vung vén, chăm lo của người vợ. Một ít hương hoa, cặp bánh chưng do chính tay mình gói. Tấm lòng thành ông Thu tưởng nhớ vị ân nhân, người đã trao niềm tin và tiếp thêm động lực để cá nhân ông và các hộ dân Làng Rồng vượt qua nghịch cảnh, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Là lục chính trị là sư bạc, có quan tâm để sống trong vùng viên cho 64 hộ để vươn lên, để cho bảo vệ cơ ngơi cho con cháu sau này. Là khi là ngay bạc mất rồi là bà sống tứ hồ được định lên để lo cái chế điều cho bạc. Thế là bà chế điều cho bạc xong rồi sợ lên chủ yếu người tân thu để nấu về thơ trong nhà. Bạc cũng mà đã gắn bó với Làng Rồng xưa nay chưa là bạc cho một cái gia là ở là dân rất quý bạc mà định khi bạc khi nào vô là cứ nói là Làng Rồng cứ vươn lên. Mình rồng đấy là mình phải vươn lên, đặc biệt cho bạc phấn khởi á. Làng Rồng làm ăn khá giả cũng như bác. Tại vì chứ giống như lên ba tay trắng mà chưa lên đấy là chưa ai cũng có cơ ngơi. Cùng với 64 căn nhà được xây dựng, trong thời gian đầu, các hộ dân tại định cư cũng được hỗ trợ lương thực, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu và phương tiện đánh bắt, khai thác thủy sản. Bên cạnh nghề truyền thống khai thác, chế biến thủy hải sản, khi địa phương phát triển tiềm năng du lịch biển, nhiều hộ dân Làng Rồng cũng có thêm các nghề dịch vụ buôn bán. Đi qua đau thương, cuộc sống của bà con dần đổi thay trên vùng đất mới. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là bác Lê Khả Phiêu, cùng chính quyền địa phương, cùng trong đó tỉnh và thành phố quan tâm đến 64 hộ này. Thời gian đến đây thì bà con cũng lo làm ăn, là cuộc sống thì cũng ổn định. Hiện tại là cũng có hộ nghèo. Còn cái thế hệ thứ hai là đặc biệt các cháu lớn lên sau này cũng học hành đàng hoàng. Chính quyền địa phương thì cũng tạo điều kiện cho bà con thì, phát triển về mặt kinh tế, rồi đầu tư hạ tầng kỹ thuật để cho bà con điện, đường, trường, để bà con có cuộc sống đảm bảo. Đặc biệt thì những hộ ở Làng Rồng thì đa số là bà con buôn bán bằng nghề nhỏ lẻ. Địa phương cũng sẽ phải tình hình như thế thì tạo điều kiện cho bà con công với dịch vụ biển và bà con gắn liền với dịch vụ biển để có cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. Những ngày khổ khó đã qua, những khoản hỗ trợ vật chất giờ chỉ còn đối với hai hộ cận nghèo do già cả neo đơn. Nhưng sự quan tâm động viên về tinh thần từ trung ương đến địa phương đối với người dân Làng Rồng thì vẫn vẹn nguyên như trước, nhất là vào dịp Tết đến xuân về. Với sự chung sức từ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, những cặp bánh chưng, đòn bánh tét này được dành tặng cho một số hộ còn khó khăn. Món quà nhỏ do Bí thư Thành ủy Huế trực tiếp trao tặng sẽ gắn kết tình cảm bà con qua tiệc tất niên cuối năm. Những món quà tuy đơn sơ nhưng mang hơi ấm của sự sẻ chia của cả Tết đoàn viên. Tỉnh cũng như thành phố thì đang hướng cái đô thị Huế phát triển mạnh về thủy biển. Thì chúng ta cùng lúc với cái việc là xây làm mới cầu qua cửa biển Thuận An, trong cái quy hoạch đó thì sẽ hướng đến sẽ bên cạnh cái đường ven biển là một cái khu vực lớn cho việc phát triển các cái khách sạn, phát triển các cái dịch vụ để thu hút và khách du lịch đến. Thì cái khu vực này tiếp cận với cái khu vực ven biển đó thì sẽ tương lai sẽ có những cái cơ hội rất lớn cho sự phát triển kinh tế. Một mùa xuân mới đang về trên quê hương Làng Rồng, mang theo yêu thương và tràn đầy hy vọng.
Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Trung tâm Huyết học truyền máu đảm bảo cung cấp đầy đủ máu và chế phẩm máu điều trị và cấp cứu trong những ngày Tết vừa qua cho 11 cơ sở thuộc 4 tỉnh thành ở Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Nhằm giảm áp lực thiếu máu ngày Tết, Viện Huyết học truyền máu Trung ương khẩn thiết kêu gọi cộng đồng hiến máu ngay trước thêm Tết Nguyên đán và kể cả thứ bảy Chủ nhật, ngày Tết giờ trưa. Ngay từ đầu năm 2024, Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các đợt hiến máu quy mô nhằm dự trữ nguồn máu điều trị cho bệnh nhân. Blues trắng, trái tim hồng, lễ hội xuân hồng, chủ nhật đỏ. Như vậy đã xây dựng được nguồn máu dự trữ đáp ứng nhu cầu máu, chế phẩm máu cho cấp cứu dịp Tết Nguyên đán 2024. Thưa quý vị và các bạn, tem Tết mang biểu tượng linh vật 12 con giáp luôn được những người yêu tem và sưu tập tem ưu ái. Năm nay, bộ tem Tết linh vật rồng được người chơi tem trong và ngoài nước chào đón. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Bộ tem bưu chính Tết Giáp Thìn gồm hai mẫu tem khuôn khổ 37 x 37mm và một block tem kích thước 80 x 80mm do họa sĩ Nguyễn Quang Vân, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế đã xuất hiện, thu hút những người sưu tập tem và dành tình cảm đặc biệt cho tem. Hình ảnh con rồng, con giáp thứ 5 trong 12 con giáp. Thể hiện trên hai mẫu tem vuông của bộ tem Tết Giáp Thìn 2024 là hình ảnh rồng bay lên Thăng Long và rồng hạ xuống Hà Long, biểu tượng cho hai di sản thế giới của Việt Nam cần được gìn giữ bảo tồn là Hoàng Thành Thăng Long, nơi rồng bay lên, và Vịnh Hạ Long, nơi bình an rồng hạ xuống. Cái thú người chơi tem là cứ dịp cuối năm chuẩn bị sang năm mới thì luôn luôn mở lòng ra để đón nhận cái bộ tem mà mọi người chờ đợi. Nó là một con linh vật trong 12 con linh vật. Nó tạo cái niềm vui không những riêng cho người sưu tập mà còn những cái người thức khác nữa, thành ra đến quay trong cái dịp Tết này là một dịp rất là thú vị, mặc dù công việc phải bận rộn lắm. Điều thú vị nhất là linh vật rồng của Việt Nam trong mười mấy năm qua chưa hề bị trùng lập, cho nên người xem, người đón nhận họ luôn luôn với cái trạng thái rất là phấn khích, cũng biết cũng rồng của mình sẽ như thế nào đấy. Và quả thật năm nay rồng rất là đẹp, rồng rất là đẹp. Mọi người cảm thấy hết sức thú vị. Tháng năm thì cuối gần cái dịp ba giá Tết á, thì bên em có ra mắt bộ sưu tập tem và lĩnh vực hàng năm. Giống như năm đi thì năm Thìn thì bên em sẽ có bộ sưu tập tem về giá Thìn là hình tượng về con rồng. Thường á, mấy bác sưu tập tem á thì sẽ chọn những cái màu về hình tượng của con vật đại diện của năm luôn. Cũng vừa là vừa cũng có nhiều bác thì cũng sẽ theo bộ và nhiều bác thì cũng thích mua lẻ. Mẫu block bộ tem Tết Giáp Thìn thể hiện đại gia đình nhà rồng bay lên cùng những áng mây hình khảnh tượng trưng cho sự bình an, may mắn của các gia đình Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Hình ảnh chín con rồng quần tù được thể hiện trên block biểu tượng cho dòng sông Cửu Long với chín dòng uốn lượn đổ ra chín cửa biển, đem lại sự trụ phủ cho kinh tế nông nghiệp miền Tây Nam Bộ. Trong văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam, hình tượng rồng có vị trí đặc biệt. Rồng là biểu tượng linh thiêng liên quan đến truyền thuyết con rồng cháu tiên của người Việt, là linh vật đứng vào hàng bậc nhất trong tử linh, long, lân, quy, phùng. Rồng được xem là con vật đem lại mưa thuận gió hòa, sự mau mở, phì nhiêu cho đất đai. Hình tượng cả chẹp hòa rồng được tác giả thể hiện chìm và hòa quyền trên nền tem. Đây là hình ảnh biểu tượng cho sự nỗ lực, may mắn và thành công. Về con rồng thì nó là con giáp thứ 5 trong 12 con giáp. Và nó luôn thể hiện một cái hình ảnh rất là bắt mắt, rất là sáng tạo và nó đầy sự hấp dẫn đối với những người sưu tập tem. Tôi cho rằng về màu sắc là rất là đẹp và còn về ý nghĩa thì nó cũng sẽ rất là tuyệt vời. Bởi vì họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế dựa trên hai cái ý tưởng, tức là một cái con rồng bay lên, một con rồng hạ xuống, một chân đó thôi, nhưng mà nói lên hai cái di sản văn hóa của Việt Nam rất là nổi tiếng và chúng ta đang giữ gìn và phát huy. Năm nay, bộ tem Tết Giáp Thìn thể hiện hình ảnh cá chép biểu tượng cho phong tục tiễn ông công ông táo về trời. Bộ tem thể hiện sự đổi thay mạnh mẽ của đất nước trong thời đại mới, hòa nhịp cùng sự phát triển của thế giới để hiện thực giấc mơ trở thành đất nước phát triển, thành con rồng châu Á của Việt Nam. Tem của Tết Việt Nam đó cũng có một cái vị trí rất là đặc biệt trong lòng người sưu tập. Và vì qua đó người ta hiểu thêm tập tục, rồi là cái những cái giá trị về văn hóa cũng như là những cái đặc trưng của đất nước Việt Nam qua mỗi cái kỳ tam tiệc của mình.
Nói đến về dân gian thì chúng ta thấy rằng là một cái điều hết sức là hiển nhiên, bởi vì rồng nó mang đến sự may mắn của chúng ta và chúng ta cũng có một cái sự tích về con rồng chầu tiên, đó là một cái truyền thống lâu đời của đất nước Việt Nam, chúng ta mong mỏi về điều đó. Hơn nữa rồng cũng là một trong những cái linh vật nó đứng hàng đầu trong tự linh Long Lân Quy Phụng, cho nên nói về năm rồng là một cái năm rất đặc biệt với tất cả những người dân mà đón Tết âm lịch trong đó có Việt Nam chúng ta. Và chúng ta mong mỏi rằng là những cái sự kiện sắp tới của năm 2024, năm Nhâm Thìn, sẽ mang đến những cái kết quả rất là thuận lợi cho tất cả mọi người. Mỗi năm, không khí những ngày Tết đến xuân về đều được khắc họa lưu giữ một phần trong tem. Cùng với sự phát triển của xã hội, tem Tết luôn thay đổi và mang những giá trị riêng. Những thiết kế độc nhất trên nội dung tem, chất liệu tem, công nghệ in ấn, phát hành đã tạo cho tem sự hấp dẫn riêng có. Những họa sĩ thiết kế tem Tết luôn sáng tạo để mang đến những trải nghiệm mới trên nền chất liệu của Tết cổ truyền dân tộc Việt. Đây cũng là cách sáng tạo nhằm giới thiệu và truyền đi thông điệp văn hóa Tết của dân tộc đến người yêu tem trong nước và quốc tế. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.